Bạn muốn biết cách khích lệ đội nhóm để giúp đội nhóm của bạn luôn tràn đầy năng lượng và luôn chinh phục được mọi mục tiêu, mọi khó khăn? Đây là video dành cho bạn. Hôm nay ông hỏi những câu hỏi mà tôi biết rằng là một vài năm nữa là ông sẽ lớn kinh khủng đấy. Hello, xin chào bạn, tôi là Lê Văn Cương, chuyên gia đào tạo về nhân bản đội nhóm, nhân bản quy trình kinh doanh online giúp bạn tự tin, nói trước đám đông và làm chủ sân khấu cuộc đời. Và ngày hôm nay rất là vui được chào đón bạn đang quay trở lại với video của tôi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời của bạn chứ? Cương hy vọng bạn lúc nào cũng luôn tràn đầy tinh thần, năng lượng và sẵn sàng đón xem những video của Cương. Bởi vì Cương cảm thấy là mình đang dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết cho những cái video giá trị như này với một mong muốn duy nhất thôi. Đó chính là giúp bạn có thể giúp cho công việc kinh doanh của mình tốt hơn, giúp cho bản thân của bạn phát triển một cách tuyệt vời hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn để tiếp tục lan tỏa và chia sẻ với nhiều người nữa. Nên hy vọng rằng bạn sẽ ủng hộ Cương và tiếp tục đăng ký kênh của Cương nha, chia sẻ kênh YouTube của Cương nào và comment tích cực vào để mà ủng hộ Cương, góp ý cho Cương, ok không? Nếu bạn đồng ý điều đó thì hãy làm ngay, ok. Rồi, và ngày hôm nay thì sẽ có 22 cái phương pháp gọi là khích lệ đội nhóm, và Cương tin rằng đây là một cái module mà Cương đào tạo trong khoảng một ngày cho các cái hệ thống, các đội nhóm khác nhau, và Cương sẽ gửi nó thành một cái video, nó có thể chia thành 2 tập để bạn có thể xem và ứng dụng. Nên bạn hãy ghi chép nó ra và thử xem đây là những cái cách thức, những cái chiến lược mà Cương đã áp dụng cho rất nhiều hệ thống và họ cũng đã tạo ra rất nhiều kết quả khác nhau. Hãy làm nó, ok, đồng ý không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời. Và bây giờ hãy sẵn sàng giấy bút để chúng ta bắt đầu học nha. Hãy cùng sẵn sàng tư thế, sẵn sàng một cái nguồn năng lượng. Bạn phải luôn trong cái trạng thái năng lượng tốt nhất. Hãy gạt bỏ công việc của bạn qua một bên để có thể xem cái video này. Nó là video miễn phí nhưng nó rất là giá trị, hiểu không nha? Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là 22 cái cách thức để giúp cho bạn khích lệ đội nhóm một cách tuyệt vời. Bạn biết không, ở ngoài kia thì rất nhiều boss đau đầu về cái câu chuyện là đội nhóm của tôi thì rệu rã, nói thì không có làm, không có năng lượng, không tương tác. Đội nhóm của em thì em nói không có nghe ABCDXYZ. Đội nhóm của em thì không có thấy tinh thần nào cả. Làm thế nào đây anh Cương ơi, làm thế nào? Và tôi nói điều đầu tiên là bạn phải thay đổi từ chính bạn, ok không ạ? Bạn phải luôn phải tự khích lệ bản thân mình, bạn phải luôn tự cho mình một cái nguồn năng lượng tuyệt vời, và sau đó thì chúng ta phải biết cách để mà làm cho đội nhóm ta trở nên năng lượng hơn. Khi bạn có một đội nhóm năng lượng thì bạn sẽ cảm giác được như thế nào? Bạn sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng, nhắn tin một cái thôi đội nhóm vâng dạ ok xác nhận, đấy là cái việc truyền thông rất là tuyệt vời. Khi mà bạn đưa một cái thông tin, bạn đăng một cái bài lên thì trên trang cá nhân của bạn có đội nhóm vào comment, đội nhóm bạn vào thả tim, thả cảm xúc, đội nhóm bạn vào chia bài, đúng không? Hay khi bạn phát động một cái chương trình nào đó thì nó tham gia rần rần, ok, rất là nhiều cái thứ. Nên là cái việc của chúng ta là một leader, cái việc của chúng ta là một thủ lĩnh, việc của chúng ta là đang dẫn dắt đội nhóm, không phải là chuyên môn cao, không phải là bạn làm hết tất cả các việc, mà việc của bạn, cái vai trò quan trọng là khích lệ, động viên và làm cho đội nhóm chúng ta luôn có tinh thần để họ làm việc một cách hết mình, làm việc quên ngày tháng, làm việc không để ý đến là tôi được cái gì, mà là tôi đang cống hiến và tôi đang tạo ra điều gì, right, được không ạ? Rồi, mà không nói dài nữa, nãy giờ mất mấy phút rồi. Tôi chỉ muốn nói cho bạn biết là cái thực tài của bạn và sau đó là cái điều bạn sẽ làm được khi bạn làm những cái điều này, ok, được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Điều đầu tiên để có thể khích lệ và giúp cho đội nhóm bạn năng lượng là bạn hãy sáng tạo ra những cái câu thần chú nó phù hợp với tính chất của đội nhóm bạn, cái công việc của bạn. Những cái câu thần chú đó, ví dụ như tôi là một chiến binh tuyệt vời, tôi là một thủ lĩnh xuất sắc, tôi là một người ảnh hưởng đến người khác, đúng không? Sáng tạo ra những cái câu thần chú đó để tự kỷ ám thị, để cài đặt, để gọi là ăn sâu vào cái niềm tin cho đội nhóm của bạn là họ sẽ trở thành một con người, cho họ một cái nhân dạng, họ sẽ trở thành như thế. Và hoặc là những cái câu thần chú để giúp cho họ tràn đầy năng lượng, vượt qua khó khăn, vượt qua lười biếng, vượt qua đau khổ, đúng không? Chúng ta hãy sáng tạo những câu thần chú đó và sau đó đưa cho họ làm nó mỗi ngày và yêu cầu họ làm nó mỗi ngày và sau đó quay thành video ngắn gửi lên cho nhóm, hoặc là làm sau đó để chúng ta biết được họ đang làm mỗi ngày, hoặc là chúng ta họp nhóm cùng với nhau mỗi buổi sáng khoảng 15 phút hoặc 5 phút để làm một cái câu thần chú này thôi, right, được chưa? Rất là easy. Chúng ta chỉ cần tạo ra câu thần chú, chọn những câu thần chú và sau đó làm cùng nhau mỗi ngày. Nhớ nha, tôi luôn nói một cái từ khóa rất quan trọng, đó chính là mỗi ngày. Ok, ví dụ như đây là một cái thần chú thành công mà tôi đã áp dụng cho rất nhiều hệ thống. Và chính bản thân tôi cũng như đội nhóm đang học tập mỗi ngày của tôi có một cái đội nhóm học từ 5 giờ đến 6 giờ và chúng tôi đều làm nó mỗi ngày bằng cái câu thần chú là mọi nguồn lực thành công đều có trong tôi. Giơ thẳng hai tay lên cảm nhận nguồn năng lượng mà nói mọi nguồn lực thành công đều có trong tôi, đặt tay lên tôi tự tin, tôi mạnh mẽ,
tôi quyết đoán, tôi hành động, yes. Ok, đó là bắt đầu buổi học và kết thúc buổi học, tụi cưng đều làm điều này và cảm thấy nó vô cùng năng lượng. I see, easy, rất là đơn giản để bạn có thể cùng làm. Được không nào? Rồi, cái điều thứ hai, ngoài những cái thần chú đó và làm thường xuyên cùng với nhau, thì bạn sẽ yêu cầu thành viên trong team của bạn, trong đội nhóm và trong hệ thống của bạn hãy viết ra mục tiêu. Hãy viết ra mục tiêu, hãy nghiêm túc với mục tiêu. Đầu tháng, giữa tháng mà lại kiểm tra lại một lần. Viết ra mục tiêu, rõ ràng mục tiêu. Người ta nói luôn bắt đầu bằng mục tiêu tài chính được không ạ? Hãy rõ ràng mục tiêu của mình. Hãy rõ ràng, cực kỳ rõ ràng và bắt họ viết ra. Viết ra sau đó thì làm cái gì? Bạn có thể để họ chụp màn hình, là để màn hình nền điện thoại nè. Ok, phải rõ ràng những con số đúng không? Rõ ràng thời gian, khen thưởng các kiểu. Hãy coi lại cái bài là làm thế nào để thiết kế cái mục tiêu rõ ràng và có sức mạnh. Ok không ạ? Viết ra mục tiêu và để trên màn hình nền điện thoại. Hoặc là một cái câu chào, gọi là mỗi ngày chúng ta đều nhắc lại mục tiêu của mình trên cái nhóm chat. Chúng ta tạo ra các nhóm chat và cho họ mỗi ngày đều phải gửi mục tiêu lên. Ok không ạ? Bạn hãy làm điều này. Nó khó ở thời gian ban đầu để thay đổi cái thói quen và duy trì cái kỷ luật, duy trì cái hình thức, nhưng nó rất là tuyệt vời, nó rất là có sức mạnh. Bạn có thể chia thành những cái nhóm nhỏ, nếu mà nhóm khoảng 250 người chúng ta làm này thì nó loạn lắm mà không ai để ý, nhưng chúng ta chia thành những nhóm nhỏ 15, 20, 30 người thôi thì chúng ta làm điều này rất là tốt và mỗi ngày đều nhắc lại mục tiêu, và sau đó thì ai đó viết mục tiêu xong chúng ta có thể đọc qua để so sánh mục tiêu của nhau, để quan sát mục tiêu của nhau, để hỗ trợ nhau, để thúc đẩy nhau. Ok, đơn giản không? Rất đơn giản thôi. Quan trọng là phải làm. Ok, nhớ nha, phải làm. Được chưa? Yêu cầu thành viên viết ra mục tiêu của mình. Rồi, cái thứ ba cũng vô cùng tuyệt vời, đó như là vẽ ra một cái bức tranh ước mơ cuộc đời của họ hoặc tương lai của họ, bức tranh trong năm nay, trong 2 năm sau, trong 5 năm sau, đúng không? Những bức tranh đó liên quan đến tiền, đến nhà, đến xe, đến người yêu, đến gia đình, đến con, đến đi du lịch, đến tầm nhìn của công ty ABCD, rất là nhiều cái yếu tố mà khi mà bạn vẽ ra, cùng nhau vẽ ra một bức tranh gọi là ballroom. Ballroom này nó thì có nhiều cách lắm. Bạn có thể vẽ ra bằng nếu như bạn khéo tay. Cái thứ hai nữa là bạn có thể gọi là cắt giấy để bạn dán cái xe bạn muốn nè, cái ngôi nhà bạn muốn ở nè, địa điểm bạn muốn đi du lịch nè, người bạn muốn chơi cùng nè, cái đội nhóm của bạn nè, cái hình tượng bạn thấy tưởng tượng ra, nói ra, tưởng tượng ra và bắt tay vào để thực hiện nó. Nên cái việc mà chúng ta vẽ ra cho mình những cái ước mơ như vậy nó cực kỳ năng lượng, và hãy để cho đội nhóm mình khoe liên tục ở những cái thời gian đầu. Và có thể là đi cùng với cái mục tiêu đó thì hãy chụp cái ballroom này gửi lên mỗi ngày, được không ạ? Đấy, thì rất là đơn giản thôi. Câu chuyện đó là chúng ta bắt tay vào, chúng ta làm khi nào bắt tay vào làm thôi. Tôi thách bạn đấy, hãy comment xuống xem bạn quyết định khi nào bạn làm. Đầu tiên là bạn phải làm cho mình trước, sau đó nói đội nhóm của mình làm. Ok không ạ? Rồi, cái đó là bức tranh về tương lai, về bản thân, về mục tiêu, về công việc, được chưa? Cái thứ tư là bạn sẽ tạo ra những cái nhóm, có những cái nhóm phân biệt khác nhau. Những cái nhóm mà tích cực thì đưa vào một cái nhóm, những cái nhóm mà đều tàn tàn đưa vào một cái nhóm, những cái nhóm mà sơ thì đưa vào một nhóm, đúng không? Cái chiến lược thứ tư chúng ta, cách thứ tư là đưa tách ra thành các cái nhóm khác nhau. Những cái nhóm tích cực chúng ta chia sẻ nhiều hơn, chúng ta xuất hiện nhiều hơn, chúng ta cho họ những cái quyền lợi nhiều hơn và chúng ta làm với họ nhiều hơn. Và bạn hãy nhớ nguyên tắc 80-20 nè. 20% những thành viên trong đội nhóm của bạn đang tạo ra 80% doanh số trong hệ thống của bạn. Vì vậy hãy tập trung vào 20 cái con người tuyệt vời nhất đó, giúp cho họ trở nên tốt hơn, giúp cho họ trở nên giống bạn, giúp cho họ trở nên bản lĩnh, khỏe mạnh và có một cái tinh thần tuyệt vời, được không ạ? Và từ đó nó sẽ kéo tiếp 80% còn lại, sẽ trở thành 20-80, rồi sau này tiếp tục 20% lại kéo tiếp 80% còn lại. Đấy, thì bạn cứ nâng cấp dần lên và kéo những cái thành viên mà đang lờ đờ, cà rè á, cho họ lên cái nhóm tuyệt vời hơn và càng ngày càng nâng cấp của họ lên. Nên là phải tạo thành các cái nhóm và sau đó thì là rèn luyện những cái rule, tham gia vào những cái rule này, tham gia cái nhóm này thì sẽ phạt, tham gia vào nhóm này sẽ được cái gì. Tôi ví dụ như cái nhóm hoạt động 5 giờ sáng của tôi thì chúng tôi duy trì hiện tại đến khoảng 3 tháng rồi, và chúng tôi có một nguyên tắc rất là đơn giản, bạn có thể áp dụng nha. Chúng tôi đóng tiền vào đó là mỗi người 5 triệu đến 10 triệu. Có nhiều người đóng 10 triệu, có nhiều người đóng 5 triệu, chúng tôi đóng 5 triệu thôi. Và mỗi buổi chúng tôi đều quy định với nhau đều phải thức dậy từ lúc 5 giờ để cùng học một cái module, một cái khóa học online nào đó. Hiện tại chúng tôi đang học các chương trình của thầy Phạm Thành Long. Bởi vì tất cả anh chị em chúng tôi khoảng 15 con người là tất cả đều là ego hết, đều trả rất nhiều tiền, đúng không ạ? Nhưng chúng tôi đã bỏ qua rất là nhiều cái khóa học online, những cái bài học rất là hay. Nên là mỗi sáng từ 5 giờ chúng tôi thức dậy trò chuyện với nhau khoảng 5 phút. Và sau đó thì học cái khóa học này, học những cái khóa học khác nhau, từ quản trị cảm xúc, từ đột phá doanh số, từ video marketing 28 ngày, rất nhiều khóa học. Và chúng tôi học với nhau khoảng 5-10 phút, xem video xong thảo luận, xong rồi lại xem bài học tiếp, xong rồi thảo luận, xong rồi giao bài tập làm cùng với nhau. Nó có một vài cái quy định như sau. Điều đầu tiên là phải check in trước 5 giờ.
Nếu sau 5 giờ check in mà không có thì phạt 200.000. Và sau 1 phút là phạt 200.000. Tôi mất 3 lần vì phạt 200.000 bởi vì cái trục trặc cái phần mềm Zoom thôi. Ok, mình cũng bị lỗi của mình là mình chủ quan. Mình cứ dậy xong mình bấm điện thoại ABCDXYZ không mở màn hình lên. Đấy, nên là rất là nhiều lỗi, cứ phạt 200.000 và cấm cãi. Có một người phạt và chấp nhận, đấy, trừ tiền dần. Cái thứ hai là nếu như mà vào trễ sau 30 phút, chúng ta học 1 tiếng, vào trễ sau 30 phút thì mất 500.000. Cũng đồng nghĩa với việc là vào trễ 30 phút là coi như vắng luôn và mất 500.000, và cứ thế trừ 500.000 hoặc trừ 200.000. Rồi, và sau đó chúng ta giao bài tập với nhau về nhà. Làm ví dụ chúng ta đang học cái chương trình video 28 ngày, mỗi ngày đều làm một video. Ai một ngày không có một video mất 500.000. Wow, cứ đánh vào tiền thôi. Và cái tiếp theo nữa là đưa ra một vài quy định như là sau 3 lần mà vắng liên tiếp, hoặc là sau 5 lần mà phạt liên tiếp về vào muộn ấy, thì sẽ bị cắt, là đuổi ra khỏi nhóm. Muốn vào lại đóng tiếp 5 triệu và mất hết số tiền còn lại. Rồi, những ai mà tham gia vào nhóm mà muốn rút khỏi nhóm phải nộp một số tiền tương đương. Ví dụ như ai muốn rút khỏi nhóm phải nộp 5 triệu mới được ra khỏi nhóm. Ok không ạ? Nó còn vài cái rule như vậy. Nó không phải là đánh vào cái số tiền không các anh chị. Chúng tôi đều là những người cũng đang kiếm được tiền. Rất là nhiều anh chị họ đang là tổng giám đốc của các công ty, họ đang là chủ doanh nghiệp rất là nhiều hệ thống trăm tỷ, nghìn tỷ. Nhưng cái lớn nhất đó chính là lòng tự trọng của mỗi người, đúng không? Cái nhân dạng của mỗi người. Chúng tôi là ego mà, để mất 5 triệu là chuyện bình thường. Có nhiều người rất lớn trong đó nhưng đang hiện tại đang trừ âm tiền rồi. Nhưng mà quan trọng là cái lòng tự trọng thôi. Đấy, nên cái này các bạn có thể làm được chưa? Rồi, cái cách thứ tư rất là hay mà bạn cần phải làm ngay nha. Cách thứ năm đó chính là inbox cho từng thành viên. Mỗi ngày chúng ta hãy chia ra, ví dụ đội nhóm của mình đang làm việc trực tiếp bao nhiêu người đó, thì chúng ta inbox cho họ mỗi ngày khoảng 3 người đến 5 người, hỏi thăm họ xem tình hình bán hàng của họ như nào, họ gặp khó khăn gì, họ cần học thêm điều gì, họ cần chúng ta hỗ trợ điều gì, đúng không? Ví dụ bạn làm sao mà làm việc một hệ thống của bạn khoảng 20 người đến 30 người làm việc trực tiếp thôi, bạn đừng có làm việc nhiều quá. Nếu mà có tuyển thêm người hãy đưa xuống phía dưới. Ví dụ tôi nói bạn khoảng 30 người trực tiếp mà bạn làm việc trực tiếp, bạn quan sát trực tiếp là hệ thống bạn cực kỳ khủng rồi. Và sau đó có ai muốn xin vào làm việc cùng bạn, bạn bảo là bây giờ bạn không nhận nữa, bạn đưa xuống phía dưới cho 30 người đó của bạn. Rồi vẫn nguyên tắc như vậy, tôi nghĩ 30 người thì hơi nhiều, 6 đến 12 đến 18, 18 hoặc 18 người là ok rồi. Bạn làm việc trực tiếp với khoảng 18 người thôi là cũng kinh rồi. Đấy, nên chúng ta inbox cho từng người. Mỗi ngày chúng ta inbox cho 2 người đến 3 người, đúng không? Thì một tuần chúng ta inbox hết cho một nhóm người của ta đang làm việc trực tiếp, và chúng ta lại hướng dẫn lại cho đội nhóm ta làm việc điều đấy. Right? Ok không ạ? Rất là easy luôn. Nhưng mà bạn phải làm, được chưa? Nhiều người lười lắm mà chúng ta thấy là trung thành với rất nhiều những việc tủn ngủn tằn nhằn, không biết nó tạo ra cái kết quả gì, mà chúng ta cứ bị dính mắc vào nó và nói tôi bận lắm, tôi không có thời gian quan tâm đến tiếng dưới, thậm chí tôi không có thời gian gọi điện cho mẹ, tôi không có thời gian gọi điện cho bố nữa, không biết tôi làm cái gì luôn. Tôi không có thời gian chơi với con, tôi không có thời gian chăm chồng, tôi không biết chồng tôi đang đi chơi với gái gì nữa. Không biết bạn đang sắp xếp công việc như thế nào, được chưa? Nên hãy dành thời gian inbox riêng cho đội nhóm của mình. Rồi, cách thứ 6 nè, đó là thường xuyên đăng tải những kết quả thành công trong nhóm, những cái kết quả của những thành viên trong nhóm. Hãy đăng tải nhiều lên và hãy khuyến khích họ khoe, không phải là để làm cái gì để lè, mà khoe lên đảm bảo tôi đã rất nỗ lực. Nó đi kèm với là từ cái khó khăn tôi đã vượt qua khó khăn để đạt những kết quả này. Bạn hãy kể những câu chuyện và những thành công đó, ví dụ như họ đã vào một tháng kiên trì một tháng để tạo ra 5 sỉ, kiên trì một tháng để tạo ra cái đơn hàng đầu tiên trị giá 100.000. Ok, tất cả mọi thứ đều cần được ghi nhận và cần được biết đến. Như vậy thì khi đó bạn sẽ làm nên những cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Hãy đăng tải những kết quả thành công của những thành viên trong nhóm của bạn để khuyến khích những thành viên khác noi theo. Không phải là chúng ta để tạo ra sự so sánh gì, nhưng mà nó là tạo ra sự cạnh tranh so sánh. Và chúng ta dành cái sự ưu ái, dành cái sự chăm sóc và dành cái sự hướng dẫn dành cho những người tạo ra kết quả. Đó là điều bình thường. Đừng có gọi là ok, nó rất là thông minh, em thấy nó rất là tiềm năng, nhưng mà nó không tạo ra kết quả nên phải chăm sóc nó. Quên đi. Tập trung vào những người tạo ra kết quả. Hãy có kết quả mới nói chuyện. Hãy mang kết quả tới nói chuyện với tôi. Ok, được chưa? Khi đó chúng ta cũng khẳng định được vị thế của mình và giúp cho đội nhóm ta nó hoạt động, nó tập trung vào kết quả. Nó không phải chỉ vui mà nó tập trung vào kết quả. Ok, tập trung vào kết quả. Hãy tập trung vào kết quả. Nên hãy chia sẻ những câu chuyện thành công. Rồi, cái cách thứ 7 nè, đó chính là hãy viết cái câu chuyện thành công của bạn. Cái câu chuyện thành công của bạn thì nó sẽ kể theo cái câu chuyện 7 bước. Bạn có thể tìm lại cái video là 7 bước kể chuyện để mà bạn truyền cảm hứng, 7 bước kể chuyện để bán hàng, 7 bước kể chuyện thành công. Nó đều phải vượt qua, tôi nói sơ lại thôi. Đấy, câu chuyện
trình thành công của bạn nó đều phải trải qua những cái khó khăn, bạn phải chiến đấu như thế nào, bạn phải gặp những khó khăn như thế nào, bạn đã lên bờ xuống ruộng, lên xuống như thế nào và bây giờ được như bạn ngày hôm nay. Hãy show ra cho họ thấy là cái sự nỗ lực của bạn, cái hành trình của bạn, nó không phải là ngồi mát ăn bát vàng, nó không phải là há miệng chờ sung, nó không phải ăn ôm cây đợi thỏ, mà nó chứa đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu. Ok, được chưa? Nên hãy viết những câu chuyện của bạn đầy cảm hứng và để cho họ thấy được một cái niềm tin là mình cũng giống họ bây giờ và mình đã nỗ lực sau bao lâu để được giống như một cái hình tượng mà họ hướng đến. Ok, được không ạ? Thì thế nên là hãy viết mỗi câu chuyện thành công của bạn và kể đi kể lại trong những dịp mà chúng ta tiếp tục được kể, được gặp offline hay được làm video là tiếp tục kể, hay là lâu lâu lên livestream là chia sẻ, biết cách khéo léo dẫn dắt, thấy họ đang gặp ở vướng ở vấn đề nào và chúng ta kể câu chuyện của chúng ta để họ thấy, họ đồng cảm và họ biết là họ cần phải làm, họ cần làm điều gì. Không cần phải nói là ok em làm điều này, em làm điều này, mà hãy nói là chị đã làm điều này, chị cũng đã từng giống em và chị biết là chị cũng đã từng giống tất cả các em ở đây. Nhưng mà chị đã làm như thế này và chị đã có kết quả như ngày hôm nay. Còn việc của em là em có thể làm giống chị hoặc em có thể làm khác chị, tùy em. Nhưng đã đi theo bước của người thành công thì hãy làm sao đó tin tưởng và làm. Phải làm Ok không ạ? Thì đó là cái cách thứ 7 thông qua câu chuyện thành công của ta để truyền cảm hứng cho đội nhóm, để khích lệ đội nhóm. Câu cách thứ 8 là thông qua những cái thông điệp, chúng ta viết tiếp những cái thông điệp tạo giá trị, tạo ra niềm tin, tạo ra sự khích lệ, những câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến đội nhóm, liên quan đến nỗ lực mỗi ngày, liên quan đến những câu truyền cảm hứng. Bạn chỉ cần lên mạng mà search là những câu nói truyền cảm hứng, truyền động lực cho bản thân và đội nhóm thôi, nó ra vô vàn. Và bạn có thể là thiết kế đi lồng với ảnh của bạn, đúng không? Hay là bạn đăng lên đấy. Và tôi có một cái offer dành cho ai mà xem video này mà muốn nha. Tôi đang thiết kế là 100 cái câu nói truyền cảm hứng, truyền động lực. Bạn chỉ cần ra studio, bạn chụp cho tôi một bộ ảnh, bạn đầu tư khoảng 2.5 triệu đến 3 triệu và chụp một bộ ảnh khoảng 50 cái ảnh đấy, 50 cái ảnh là 50 tư thế sắc thái khác nhau, và bạn gửi cho tôi và tôi cho đội ngũ của tôi có thể thiết kế lại lồng cái ảnh của bạn vào 100 câu nói đó, và bạn đăng mỗi ngày một câu thôi. Mỗi ngày một câu bạn đăng trong vòng 3 tháng. Wow, tuyệt vời không? Và trả cho tôi một ít tiền đấy, để tôi trả cho đội ngũ của tôi, được chưa? Chụp cho mình một bộ hình và sau đó inbox cho tôi và kết nối với tôi. Facebook của tôi là Lê Văn Cương, kết nối với bất kỳ kênh của nào của tôi cũng được, Lê Văn Cương, được chưa? Thì bạn, tôi có thể hỗ trợ lại bạn một ít tiền thôi, một xíu tiền để cho đội ngũ tôi thiết kế công sức và sáng tạo và tâm huyết của họ. Còn không thì bạn thuê nhờ thiết kế của bạn bỏ cái hình của bạn lên, viết thành cái câu nói đó và đăng lên truyền cảm hứng. Nên hãy đăng những cái thông tin, những cái câu nói truyền cảm hứng đó thì cũng tạo động lực cho đội nhóm của bạn, không chỉ cho đội nhóm bạn không mà cho nhiều người xung quanh nữa, và bạn sẽ trở thành một người vô cùng giá trị, vô cùng tràn đầy năng lượng và truyền cảm hứng. Được không nào? Đấy, nên là hãy tổng hợp những câu nói đó nha. Rất là nhiều cái bài chúng ta đăng, chúng ta đừng có đăng bài không phải sản phẩm không, mà hãy biết là những cái squat, cái này nó gọi là những câu squat từ những người nổi tiếng như Tony Robbins, TH Eker hay những câu nói của thầy Phạm Thành Long. Nhưng mà thay vì những hình ảnh của họ thì là những hình ảnh của mình, và mình để ký danh phía dưới là họ. Ok, được chưa? Rồi, cách thứ 9 là đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho đội nhóm của mình. Những tiêu chuẩn cao hơn ở đây về ngoại hình này, về ngôn ngữ này, về học tập này, về năng lực này. Hãy đặt ra cho họ những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như mới bắt đầu vô là 7 ngày bạn sẽ có những cái tiêu chuẩn này, phải có những cái tiêu chuẩn, phải có những KPI để đo lường. Sau đó 1 tháng họ phải lên một cái mức nào, sau 2 tháng họ phải trở thành người như thế nào, từ hình ảnh, từ chụp hình, từ selfie, từ viết bài viết bán hàng, từ làm video, từ livestream. Hãy đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn. Không thể nào mà cứ tàn 6 tháng như vậy, 1 năm cũng như vậy, 2 năm vẫn như thế, không có, đúng không? Phải thay đổi đi, phải thay đổi, phải khác lên, phải nâng cấp lên. Chính bản thân bạn cũng phải nâng cao tiêu chuẩn của mình, rồi sau đó đưa đội nhóm bạn nâng cao tiêu chuẩn lên. Và khi đó thì chúng ta sẽ nâng cấp đội nhóm mình, khích lệ đội nhóm mình. Họ luôn hướng đến, ai trong chúng ta cũng luôn hướng đến một cái kết quả mới và cao hơn và tuyệt vời hơn. Nên câu chuyện là chúng ta phải có được những cái tiêu chuẩn đó, được chưa? Rồi, ok. Cái cách thứ 10 đó chúng ta sẽ là, cái điều này rất là thú vị, thú vị lắm mà rất ít hệ thống đang làm, đó chính là tổ chức ra những cái chương trình bán hàng tặng thưởng một món hòa hàng nào đó, hoặc nhân dịp một cái sự kiện nào đó, nhân dịp sinh nhật mẹ, nhân dịp sinh nhật bạn, nhân dịp ngày của mẹ, nhân dịp ngày của cha, nhân dịp quốc tế phụ nữ, nhân dịp phụ nữ Việt Nam, rất là nhiều cái dịp. Nói chung tháng nào cũng có khoảng 2 cái ngày các bạn có thể tổ chức sự kiện, nó dao động khoảng từ 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày đến 15 ngày. Vì một năm bạn sẽ tổ chức ra được 24 cái chương trình thi đua khác nhau, đúng không? Thậm chí là nhiều hơn nữa. Và cứ có chương trình thi đua như vậy thì đội nhóm nó làm gì? Nó thi đua, nó có thưởng,
nó cảm thấy nó nỗ lực để nó hơn người, và khi mà nó đạt được kết quả, nó lại được vinh danh, nó lại được chụp hình, nó lại được khoe. Đơn giản mà, rất đơn giản. Tốn có bao nhiêu tiền đâu, rất là ít. Quan trọng là bản năng rất là lười, hiểu không? Bản năng rất là lười, nên đừng có lười nữa, phải làm đi. Nãy giờ là được 10 cái rồi đó, 10 cái, hãy thử xem mình đã làm được bao nhiêu cái rồi. Và nếu bạn áp dụng được 10 cái này là bạn cũng đã thay đổi đội nhóm bạn tuyệt vời rồi. Đâu cần phải thuê tôi về đào tạo động lực làm gì. Thuê tôi đào tạo một ngày tốn vài chục triệu đến cả trăm triệu, thậm chí vài trăm triệu. Nếu mà chi phí mặt bằng ăn uống vui chơi các kiểu vài trăm triệu, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Bạn phải tạo ra một cái sự liền mạch duy trì liên tục, được không ạ? Rồi, và cái thứ 11 nè, tạo ra một cái cơ chế thưởng theo phần trăm hoặc là cổ phần dành cho những người xuất sắc. Đấy, cái này thì các bạn cũng phải cân đối nha. Cân đối, có rất là nhiều người đồng hành cùng với bạn, họ kiên trì, họ trung thành với bạn, nhưng mà mãi mãi họ cũng chỉ được cái nhiêu đó thì nó không hợp lý. Hãy biết dùng người, phải biết làm sao để giữ người và phải giúp cho họ tăng trưởng lên, thì có những cái cơ chế thưởng theo phần trăm. Bởi vì có nhiều người họ rất xuất sắc, cái cơ chế của bạn vô họ làm một phát phá vỡ quy cơ chế luôn. Chúng ta phải có những cái làm sao đó để làm cho họ ở lại với chúng ta, còn nếu không họ sẽ đi đến một cái nơi khác, mà nơi đó họ được trọng dụng, họ được dụng võ, đúng không? Và họ được phát triển một cách tuyệt vời hơn. Những người tài đến với chúng ta ngoài tình cảm ra thì cái điều đầu tiên là họ phải vẫn phải muốn có tiền đã, muốn có cuộc sống tốt hơn, đã có tiền, có quyền lợi, sau đó thì có được cái danh vọng, đúng không? Và có được yêu thương, có được sự phát triển và có được sự cống hiến, thì chúng ta vẫn xoay quanh 6 cái nhu cầu đó thôi. Nên hãy tạo ra một cái cơ chế phần trăm thưởng hợp lý để mà đội nhóm chúng ta nó nỗ lực, nó phấn đấu và nó đạt được cái kết quả. Và nhớ nè, 11 cái này là 11 cái chiến lược, 11 cái cách mà để bạn nỗ lực để khích lệ đội nhóm của bạn trở nên tuyệt vời hơn, và phải làm nó liên tục và áp dụng linh hoạt, uyển chuyển và thường xuyên, được chưa? Thì đây là cái cách đơn giản thôi. Tôi cũng đào tạo các đội nhóm và tôi thu hàng trăm triệu cũng như vậy, đơn giản. Tôi đưa cho họ những cái chiến lược này và tôi nói họ làm đi, làm không làm thì nộp tiền vào đây. Cốt thì đơn giản thôi, tôi đá đít không làm thì nộp tiền, thế thôi. Thì tôi chia sẻ bạn là như thế. Đây là 11 cách, và có thể trong video này hơi dài rồi, thôi chia bạn học 11 cách này đi. Ngày mai sẽ tiếp tục up lên cái video tiếp theo, còn 11 cách tiếp theo nữa, và cũng rất là nhiều cái cách hay. Bạn sẽ tiếp tục đón xem và tiếp tục áp dụng và đánh giá lại bản thân mình, đánh giá lại đội nhóm của mình, và cho mình một bức tranh toàn diện, và mình sẽ trở thành một con người như thế nào, và đội nhóm của mình sẽ trở thành một người như thế nào. Và nó tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự yêu thương, máu lửa, và hành động một cách điên cuồng, bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp sự nghi ngờ, bất chấp sự không sẵn sàng hay không. Được chưa? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều đã đón xem video ngày hôm nay. Và tôi tin rằng bạn sẽ sở hữu một đội nhóm tuyệt vời nếu bạn áp dụng những cái điều này, những điều tôi chia sẻ này thường xuyên, liên tục vào mỗi ngày để tạo ra kết quả. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được thôi. Và hãy đón xem video tiếp theo vào ngày mai nha. Phần tiếp theo còn 11 cái chiến lược nữa. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Chào nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video của Lê Văn Cương, và nhớ ấn subscribe kênh YouTube của Lê Văn Cương nha, để chúng ta có thể kết nối và trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Nhớ ấn cả hình quả chuông rung lên để mỗi khi Cương đăng video lên, bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên và là những người đầu tiên xem video của Cương, và chúng ta sẽ kết nối với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chạy vô!